Mua thử cường lực kinh công chính hãng nhưng mà giá rẻ chỉ có 50.000 đồng một miếng này thôi. Và liệu dùng có tốt hay không thì mời các bạn cùng mình bắt đầu video để tìm hiểu nhé. Mình là Công, tới từ Review OS. Ở đây thì mình đã mua rất là nhiều bản về với mục đích để chúng ta có thể test thoải mái. Nếu như miếng này vỡ thì còn miếng khác. Rồi, tha hồ luôn nhá. Ở đây sẽ có hai loại, một loại là bình thường, một loại là chống nhìn trộm. Chống nhìn trộm là cái phiên bản các bạn biết, nếu như nhìn thẳng thì thấy nội dung, còn nếu như bạn nhìn chéo vào thì không thấy được. Đặc biệt với những ai có nội dung quan trọng không muốn người xung quanh nhìn thấy, tránh được ánh mắt nhòm ngó của mọi người xung quanh, các bạn chọn cho mình bản chống nhìn trộm này. Trong video mình cũng sẽ cho bạn thấy luôn sự khác nhau giữa phiên bản là có hộp sắt và phiên bản chỉ có hộp giấy như thế này, để các bạn thấy được sự lựa chọn nào là xứng đáng. Về cơ bản đầy đủ phết nhờ. Nhưng mà khi mua anh em mà tặng nhiều thứ cực kỳ luôn này. Một cái voucher thuê tàu tham quan Vịnh Hạ Long miễn phí lên tới là 1 năm các bạn ạ. Trời ơi, 1 năm miễn phí thuê tàu. Mình nghĩ là mình sẽ phải đi Hạ Long để thử cái voucher này. Tiếp theo các bạn có một cái phiếu tách chất cảm ơn bạn. Rồi, cuối cùng là gì đây? Cảm ơn đã lựa chọn sản phẩm. Rồi ok, mình thấy là bên này khá là cẩn thận trong việc là đưa những tờ cảm ơn. Ngoài ra chúng ta sẽ có những cái miếng dán camera. Khi mình mua mình được tặng kèm luôn nhá. Đây là miếng dán camera dành cho 12 Pro Max. Còn đây là miếng dán dành cho phiên bản là 13. Mình đặt hai máy này mà. Đây các bạn nhìn miếng dán của chúng ta đây. Bây giờ thì mình sẽ bóc hộp cho các bạn xem là bên trong hộp sắt có gì, hộp giấy có gì nhá. Hơi khó lấy ra một tí. Rồi, ở bên trong các bạn sẽ có một miếng kính cường lực này, một bộ hỗ trợ dán và một cái hộp sắt. Hết. Tiếp tục cái hộp giấy của chúng ta nào. Ô, hộp giấy cũng tương tự luôn các bạn. Cũng có một miếng kính cường lực và một bộ hỗ trợ dán. Thế như vậy các bạn mua hộp sắt đắt gấp đôi hộp giấy thì các bạn chỉ nhận được thêm hộp sắt này mà thôi. Vậy tính ra hộp sắt này trị giá 50.000 đồng này. Đó, anh em nào mua các bạn biết sự lựa chọn rồi đấy. Chúng ta chọn hộp giấy cho rẻ chứ còn ở bên trong có khác gì nhau đâu. Mua hộp sắt này về tự nhiên đắt thêm 50.000 ra. Trừ khi các bạn định mua để cho, để tặng, để nhìn cho ngầu, cho oách thì các bạn mua hộp sắt. Còn không ấy, các bạn chỉ cần là dán thì các bạn mua cho mình hộp giấy là được. Đây, bây giờ mình sẽ bóc thử xem là hộp phụ kiện hỗ trợ dán có những thứ gì nhá. Thấy bảo là bộ phụ kiện này tốt lắm. Hôm trước mình xem Long Khoa Học các bạn ạ. Các bạn sẽ có là 3 miếng để chúng ta lấy bụi này. Ui, miếng rẻ to thế. Miếng rẻ này to y hệt như là mấy miếng mà mình hay mua mỗi lần mà mua sản phẩm kiểu kính kiếc gì được tặng. Đây sẽ là một miếng lau, mình nghĩ là miếng có cồn. Thì đây sẽ là bộ công cụ hỗ trợ dán của chúng ta. Các bạn sẽ có khá là đầy đủ từ miếng lấy bụi cho tới khăn khô và cuối cùng là khăn ướt. Bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn thử độ bền của em nó. Đầu tiên là với những vật nhọn thế này mà cà vào có xước không? Rồi ok, như vậy dao giấy không làm gì được. Thế còn với chìa khóa thì sao nhở? Ô, chìa khóa nhưng cũng không được luôn thì phải. Có cái nào sắc hơn không? Rồi, như vậy là những cái vật cơ bản như kiểu là chìa khóa của chúng ta là không làm xước được em kính này. Bây giờ mình sẽ chuyển vào bài test nặng hơn. Đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau lấy dao gõ vào xem có bị làm sao không. Chặt như chặt thịt luôn. Thế mà nó cũng không bị làm sao anh em ạ. Đây cho các bạn nhìn. Và như các bạn nhìn thấy thì trên tay mình là chưa có vết xước nào nhá. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bóc nó ra để thử một thứ mà mình thấy được quảng cáo rất là nhiều ở trên em kính cường lực này. Đó chính là về độ dày của kính có thể chặt được gỗ. Ui nghe ảo nhỉ, thử luôn. Một chiếc viên thớt đang còn nguyên si. Bây giờ mình sẽ tạo vài vết cấn bằng em cường lực này. Một phát, úi trời, hai phát, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Đấy các bạn thấy những cái vết ở đây không? Và đây là cường lực của chúng ta. Ồ, hơi mẻ nhẹ một tí ở đây thôi chứ không hề bị nứt nha. Các bạn thấy không, cái phần keo của chúng ta đây này. Bây giờ mình đập tiếp vài vết đi. Uầy, vẫn không mẻ cường lực, nó chỉ bị bung một tí keo ở cạnh viền của cường lực thôi. Thì đổi sang viền này chúng ta gõ tiếp. Đây, cường lực đã bắt đầu bị mẻ một tí ở phần viền rồi. Và ok, như vậy thì cái cường lực này đúng là dày thật anh em ạ. Không hề bị vỡ, nó vẫn có thể cắn được thớt của chúng ta như thế này. Nhưng mà cường lực còn nguyên si. Và cuối cùng sẽ là thử độ cứng bằng chiếc búa này của chúng ta. Bây giờ mình sẽ đập thử nhá. Có ai dùng điện thoại mà đập vậy không nhở? Có vẻ là bền phết đấy chứ các bạn thấy không? Không hề để lại một vết sứt nào cả. Đối với em kính này của chúng ta, khi mà mình sờ vào thì mình cảm thấy nó rất là mịn. Và đây, mình sờ thử các bạn xem có bám lại vân tay của mình không này. Có bám vân đúng không? Bởi vì đây không phải phiên bản chống vân. Nhưng mà được cái rất là mịn tay. Hiện tại thì cái iPhone này của mình đang dán là miếng cường lực Mi Pow. Miếng này có giá là 250.000 tại đại lý H. Được chưa?
Và khi mình di ở trên hai miếng thì mình cảm thấy rằng là cái độ mượt ở trên con King Kong 50.000 này còn hơn cái miếng 250 của mình. Không biết cái vấn đề này có phải là do hôm nay mua đắt hay không, nhưng mà đấy, hiện tại thực sự đang như vậy các bạn. Đó, cảm giác hơi rít tay một tí, còn em này thì ok hơn. Và đến đây thì mình cũng sẽ kết thúc video về kính cường lực giá rẻ nhưng mà chính hãng của mình. Các bạn thấy sao ở video này, cũng như cái kính này có thực sự đáng mua hay không? Các bạn có lựa chọn em nói hay không? Thì mời các bạn ý kiến ở phần bình luận của video cho mình cùng biết nhá. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn đừng quên là bấm đăng ký kênh và bấm thích video để ủng hộ mình. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại những video lần sau của Review OS.